Bồ Tát Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tân cha li ân thi quá a quá cha tha sẵn tỳ ta sẵn ta ba ra yam ca ya ti ca ê si tu tham anu bi măng ba chăng tặng thầm ma bê rìm vi na chăng cha ca dân sục tân cha băng thầm a bi thầm ma châm a cô ta dân tô cha tu sắc cha đăng đăng ba phô ba ni về ba đi xa Dạ mạnh Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả. Ngài giờ pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tới thừa ân rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rọi thỉnh ngày thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, mô Phật một lần nữa. Đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ, con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh thuyết pháp cho chúng con một bài học tối hôm nay ạ. Dạ, con thành kính xin tri ân quý sư, con xin xuống mít và mô Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão. Kính chào quý Phật tử. Và tiếp theo cái câu 62. Hôm qua thì chúng ta học ba cái nỗi sợ hãi ở trong thế gian. Sợ hãi về lửa cháy, sợ hãi về nước lũ, sợ hãi về nạn cướp bóc hoành hành. Có khi là trong ba cái nạn này mẹ phải lìa con phải lìa mẹ, nhưng mà rồi có những chúng sanh cũng vướng vào ba cái nỗi sợ hãi của thế gian này đó. Nhưng mà có những chúng sanh thì còn có thể gặp con, còn có thể gặp mẹ, nhưng mà có những trường hợp thì không thể gặp. Phần thứ năm, phần thứ sáu này thì Đức Phật đề cập đến ba cái nỗi sợ hãi. Ba nỗi sợ hãi thuộc về cái định luật, cái quy luật tự nhiên ở trong thế gian, ở trong tam giới. Năm, có ba sợ hãi này các tỳ kheo chia rẽ mẹ con. Thế nào là ba? Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. Này các tỳ kheo, mẹ không muốn con mình bị già. Ta nay bị già, mong rằng con ta không bị già. Hay người con không muốn mẹ mình già.
ta nay bị già, mong rằng mẹ ta không bị già. Này các tỷ kheo, mẹ không muốn con mình bị bệnh, ta nay bị bệnh, mong rằng con ta không bị bệnh. Hay con không muốn mẹ mình bị bệnh, ta nay bị bệnh, rằng mẹ ta không bị bệnh. Này các tỷ kheo, mẹ không muốn con mình bị chết, ta nay bị chết, mong rằng con ta bị chết. Hay con không muốn mẹ mình bị chết, ta nay bị chết, mong rằng mẹ ta không bị chết. Đây là ba sợ hãi, này các tỷ kheo, là con. Thì ở đây á, do cái tâm luyến ái, mẹ thì luyến ái thương mến, rồi bản thân mẹ bị bệnh, cầu mong cho con nó không bị bệnh, hay là hoặc là người con bị bệnh, cầu mong rằng, cầu mong cho mẹ tôi là không bị bệnh, hoặc là mẹ bị già, thân thể già yếu còn cõi, cầu mong cho con mình là nó không có bị già như mình. Rồi khi mà bà mẹ đến một lúc nào đó sắp sửa chết, nhưng mà cầu mong rằng cho con mình nó không bị chết. Hoặc là người con trong cái giai đoạn mà cận chết nghiệp sắp đến, thì lại cầu mong cho mẹ mình tránh khỏi sự chết. Nhưng mà thật sự ra đó, ba cái nỗi sợ hãi này nó ở trên thế gian, tất cả chúng sanh đều phải chịu đựng cái sự khổ này, không ai tránh khỏi. Quý vị thấy rằng cái khoa học y học tiến bộ, ngày nay người ta có những cái thuốc để chống lão hóa, có những cái dược chất cho có những cái phương cách, thí dụ như bây giờ người ta dùng cái kỹ thuật hiện đại để tẩy những cái vết nhăn, người ta làm những cái phương pháp căng da mặt hay là hoặc là cái gì đó để ngăn không cho cái già, không cho thấy cái già, hay là hoặc là người ta nhuộm để cho cái tóc nó có màu đen để tránh cái sự già. Nhưng mà sao cái này các cái phương pháp này nó chỉ là tạm thời thôi, mặc dù khoa học y học tiến bộ đến cỡ nào, nhưng mà cái già nó chắc chắn là nó sẽ đến. Rồi không phải ngay thời nay, mà trong cái thời mà vua chúa thì quý vị học ở trong đọc sách sử, là ngay cái thời kỳ mà cách nay cả hàng ngàn năm, là những ông vua đó, ổng tham đắm vào cái quyền lực ở thế gian này đó, ổng biểu các cái ông thầy thuốc phải đi tìm cái thuốc trường sanh bất tử để mà cho ông ta kéo dài cái tuổi thọ, để ở trên ngai vàng để hưởng thụ cái vật chất thế gian. Nhưng mà rồi cuối cùng những ông vua đó đều phải chết. Thì người ta nói rằng có tiền thì mình có thể mua được thuốc, nhưng mà sao cái sự già, sự bệnh không thể nào mà mình mua được. Cái bệnh nó sẽ đến bất cứ chúng sanh nào, cái số phận là bệnh tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Có người thì bệnh ít, có người thì bệnh nhiều, có người thì
sống lâu trường thọ, nhưng mà có những người yểu thọ. Thì y học khoa học biết cấy ghép thay thế các bộ phận, nhưng mà rồi sao, nó cũng tạm thời mà thôi. Người ta có thể dùng máy móc người ta hỗ trợ cái tim, người ta thể có thể thay gan thay thận, người ta có thể dùng các cái phương ta pháp mà là cấy ghép mà các cái gốc gì đó, nhưng mà đâu phải là nó trường cửu vĩnh viễn được. Đến một lúc nào đó rồi cũng phải phải bệnh, phải già, phải chết. Thành ra đó, cái quy luật này là quy luật chung cho cả riêng một ai. Nhưng vì cái tâm chúng sanh bám níu, do đó mà Đức Phật đã nói là luyến ái sanh sầu muộn, luyến ái sanh lo sợ. Cho nên á, chính vì cái tâm luyến ái, tham muốn chấp thủ, mình già nhưng mà mình cầu mong cho người thân của mình đừng già, mình bệnh mong cho người thân mình đừng bệnh, mình chết nhưng mà cầu mong cho người thân mình đừng chết. Chúng ta có đôi lúc á, những cái nỗi thống khổ á, mình có thể mình chịu đựng, nhưng mà trước cái thống khổ khổ đau của người thân mình á, thì mình không chấp nhận, mình không muốn. Có những người họ thấy cha mẹ mình hoặc là cha mẹ thấy con mình nó đang khổ đau trước cái sự hành hạ của bệnh tật, nhưng với cái tâm thương mến luyến ái thì những người cha người mẹ có thể sẵn sàng nói là họ sẵn sàng có thể chịu đựng, hy sinh, gánh chịu những cái sự thống khổ đến hành hạ của bệnh tật. Nhưng mà đó, quý vị thấy rằng đâu có ai có thể mà chịu thế được. Khi mà người mẹ thấy con mình đang quằn quại, khổ đau của bệnh tật hành hạ, và mẹ mình là gian dái cầu mong cho con mình hết bệnh, hoặc là cho mình chịu đựng cái sự khổ đau thống khổ của hành để con mình nó được an vui, nhưng mà cái đó không thể nào được. Rồi như người con trong lòng hiếu thắng, thương mến cha mẹ, thấy cha mẹ đang khổ đau bị bệnh tật hành hạ, bây giờ người con cầu mong gian dái là bây giờ cho mình có thể là gánh vác chịu đựng thế cái sự khổ đau đó, mà không thể nào có thể gánh vác được. Vì sao? Vì duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, mặc dù cha mẹ chồng vợ con cái gặp nhau gia đình, nó có một cái nghiệp tương đồng, nhưng cha hoặc mẹ con cái mỗi người có một biệt nghiệp riêng. Thành ra đó, trong kinh mới nói là ta đi với nghiệp của ta, mặc dù là do nghiệp đồng đưa đẩy chúng sanh gặp nhau, do cái quan trái, do luyến ái từ quá khứ, do duyên nghiệp nó bắt cầu, nó tạo duyên gặp nhau, nhưng mỗi người lại có một cái biệt nghiệp riêng. Thành ra đó, có những trường hợp đó, có con có thể chết trước cha mẹ, chứ không phải là
cha là già chết trước con. À, rồi không phải là cái quy luật là người già là mới chết, nhưng mà người trẻ cũng có khi chết trước người già. Đó. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy, khi mà chúng ta chấp về cái quy luật, cái định luật, đây là cái định luật của tất cả chúng sanh trong tam giới, không riêng một ai, luôn luôn là vô thường. Vì cái vô thường thì mới có cái sự già, sự bệnh và sự chết. Vì vô thường đó, nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến chuyển, cho nên chúng ta không chấp nhận cái sự thay đổi biến chuyển này, cho nên nó khổ. Rồi trước cái già, cái bệnh, cái chết đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta bất lực. Dù cho giàu có, tiền có, quyền thế này như thế nào đi, rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Cho nên khi mà chúng ta biết về Phật pháp, khi chúng ta già, thì cái đó là cái quy luật của cái thân ngũ quẩn này, không ai tránh khỏi. Mình biết là mình đang già, cái sắc thân này, cái ngũ quẩn này, cái quẩn này nó đang già, nó đi lần đến cái lão quá. Tại vì á, mình không có chú ý, cho nên mình tưởng rằng á, đến 80 tuổi, 90 tuổi mới là già. Thật ra đó, nếu mà chúng ta học hiểu biết Phật pháp thì chúng ta già đi từng giây từng phút. Ví dụ như một em bé mới có 1-2 tuổi thì nghĩ là nó còn quá non trẻ, nhưng mà đó, cái đứa bé dù nó mới sanh ra, nó mới tuổi, nhưng mà cái sắc pháp của nó, cái ngày với cái sắc pháp ngày hôm nay, cái ngày hôm nay nó đã già hơn rồi. Hay là mình nhìn cái cây, mình lâu lâu thì mình mới ngó lại, mình thấy cái cây nó lớn. Chứ còn á, cái cây tăng trưởng nó đang già, từng giây từng phút. Rồi cái tâm, cái sắc của mình cũng vậy, cái danh của mình nó cũng già đi từng sát na, từng sát na. Cái sát na trước, cái sát na kế tiếp là nó đã già. Nó cứ từng cái tâm mình không có quay về mình quan sát cái danh và cái sắc này, cho nên là lâu lâu á, mình soi kiến mình thấy trời, bữa nay sao mà những cái lối mòn dĩ dãn, những cái nếp nhăn bây giờ nó nhiều hơn, bữa nay á, như tóc nó bạc nhiều hơn, bữa nay á, nhìn cái da nhăn nhiều hơn, má nó hóp hóp hơn đó. Ra đó, vì mình mãi mê mình nhìn ra bên ngoài, mình ít có khi nào mình quay lại mình nhìn chính mình, cho nên mà khi mà mình quay lại mình nhìn chính mình thì mình thấy cái sự thay đổi nó quá khủng khiếp. Rồi cái tâm mình nó không chấp nhận, nó không sự thay đổi, nó không già này, không bắt đầu đau khổ. Rồi sao? Vì bám luyến, chấp thủ vào cái trẻ, cái khỏe mạnh, cho nên lăn xăng đi phương pháp kia để làm cho không có bệnh. Mà khi mà chúng càng bám níu chấp thủ chừng nào thì phiền não khổ đau càng nhiều chừng đó. Cho nên
Trong cái đoạn này Đức Phật dạy chúng ta phải biết bản thân mình cũng không thể nào tránh khỏi cái bệnh, cái già, cái chết. Thì mình phải đối diện để đón nhận những cái quy luật này. Rồi mình hiểu được chính mình thì mình phải thấy rằng những người thân mình cũng phải chịu cái quy luật này. Cho nên khi mà chúng ta chấp nhận, tất nhiên là mình phải già, tất nhiên là mình phải bệnh, và tất nhiên mình phải chết. Ai cũng phải chịu chung cái số phận này. Nhưng mà đó, khi mình hiểu biết như vậy, mình phải biết bây giờ phải bệnh, nhưng mà cái bệnh như thế nào. Đức dạy ra mình ráng, mình nỗ lực, mình học hỏi, tu tập để thân đau mà tâm không đau. Mình học hỏi tu tập để cái xác thân này nó già, nhưng mà cái trí tuệ nó tăng trưởng, nó không có già theo cái sắc pháp. Cái sắc pháp càng ngày nó càng dày, nhưng mà cái trí tuệ càng ngày nó càng vững vàng, mạnh mẽ, sức để đương đầu, để thấy sự biến chuyển, cái sự thay đổi của sắc thân. Nó không chen vào để làm cho cái rồi thì ai cũng phải chết, nhưng mà chết như thế nào? Chúng ta phải thấy rằng cái chết nó đến với chúng ta từng sát na, từng giây, từng phút, chứ không phải đến khi nào mà nhắm mắt lìa đời, cái thân này không còn thở vô thở ra mới là chết. Cho nên chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng cái chết nó đang cận kề, nó đang đến với chúng ta từng sát na. Từng sát na cái hơi thở sanh diệt. Một khi mà cái hơi thở nó diệt rồi, mà không thở vô là, mà thở vô rồi mà thở ra không được, nó diệt đó. Cho nên Đức Phật mới quán dạy quán sát về cái sự chết, để chi? Để cái tâm của chúng ta sáng suốt, vững vàng đối diện với cái sự chết. Khi mà chúng ta có đủ trí tuệ đó, có đủ sự chánh, thì chúng ta có chết đi, chấm dứt hơi thở, rồi chúng ta ra đi với cái tâm định tĩnh sáng suốt, là một cái lợi ích. Dẫu rằng bây giờ học chúng ta hiểu biết chưa có đạt đến cái thánh đạo thánh quả nào, do có đôi lúc chúng ta chưa đầy đủ, chưa là người chưa đủ cái tam nhân, chúng ta còn thiếu một cái nhân trí tuệ. Thì trong cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta học pháp dung bồi trí tuệ, rồi chúng ta có cái ghi nhận cái sự niệm mạnh mẽ, rồi cái niệm nó định tĩnh ngay trong cái sát na, cái giây phút hiện tại, với trí tuệ đầy đủ, thì khi mà chúng ta ra đi, chúng ta bỏ cái thân ngũ quẩn này, chúng ta cũng chết, nhưng mà cái chết của chúng ta đó nó có một cái lợi ích kiếp sống tương lai. Chúng ta rũ bỏ cái xác thân ngũ quẩn này, nó còn khiếm khuyết để chúng ta đi vào đời sống trong ngày đẹp hơn, là một tục, một cái người tam nhân đầy đủ
vô sân và ý tuệ. Thì như vậy đó, chúng ta cũng bỏ cái thân ngũ uẩn này cũng chết, nhưng mà cái ngũ bỏ cái xác thân này nó thấp kém này, để đi đến một cái thân ngũ uẩn cho ngài vị lão cao quý nó tốt đẹp hơn. À, chứ còn bây giờ mình muốn kéo dài tuổi thọ để làm gì? À, bây giờ mình sống tới 2-3 ngàn tuổi rồi cũng phải chết. À, thành ra đó Đức Phật mới dạy đó, ai sống cả 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng một ngày mà thấy pháp sanh diệt. À, chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng mà sống trong vô minh phiền não thì không bằng cả trong một giây chúng ta hiểu biết được, chúng ta chấp nhận cái quy luật vô thường khổ vô ngã, rồi chúng ta có ra đi trong cái tâm an tịnh, sáng suốt, định tĩnh. Như vậy sẽ thứ sáu, có con đường tỷ theo, có đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua 3 sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này. Và 3 sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua 3 nỗi sợ hãi? Đấy là con đường ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường này các tỷ kheo, đây là đưa đến từ bỏ sợ hãi không làm cái mẹ con này. Thì cái đoạn thứ sáu này đó, Đức Phật đề cập đến cái tứ diệu đế, tức là già, bệnh và chết. À, nó là khổ đế. À, rồi nếu mà chúng ta có duyên lành may mắn, chúng ta học hỏi được cái nguyên nhân của sự khổ. À, cái khổ trong hiện tại này nó là quả. À, rồi chúng ta từ cái quả này đó, chúng ta ngược dòng truy tìm, à, tại sao trong cái đời sống hiện tại này, à, mình nè, à, ví dụ bây giờ mình là cái người ít tài sản, à, mình phải biết nguyên nhân là tại hồi trước á, cái tâm mình nó cũng bỏng sẻn, à, có tạo dự bố cho sống, à, à, bây giờ cái thân quẩn có khiếm khuyết những cái nhân xấu, thì những cái bệnh tật này, cái nghiệp, có những cái thứ đưa đến. Mình có dùng thuốc men thế nào nữa thì qua được cái bệnh tật này. À, biết đây là những cái bệnh
về nghiệp. Rồi thì mình biết như vậy, mình chắc và mình đã hiểu được cái nhân hiện tại cái khổ đau này thì ngay cuộc sống hiện tại này chúng ta phải đổi là biết quả này thì không thể nào mình né tránh rồi. Mình trốn chạy được. Mình phải có cái tâm tham nhẫn, chấp nhận rồi thì chúng ta thay đổi từ những cái tam nghiệp trong đời
sống hiện tại. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dạ con có cái bài con muốn trình bày ở đây á, là cái cặp vợ chồng mà không phải là vợ chồng, đó là ngài Mahakasapa đã có duyên rất nhiều kiếp trên trời, trên cõi Phạm Thiên và cõi thiên giới. Không biết có thường có nghe luôn liên tục hay không. Ok, vậy trong cái bài này có nói là ở trên cõi và tu hành, dù rằng họ chưa có chứng quả, nhưng mà kiếp này những người này trong thâm tâm của họ là không có tham vật chất hay dục lạc, tình yêu họ chỉ muốn mua thân và phát ăn một giấc. Kasapa lúc đó là hai năm khi bà Phada Kapari là 16 tuổi. Và vì cha mẹ của ông Kasapa đã muốn là ông ta có vợ để giữ gia tài già tuổi rồi. Cho nên là khuyến khích ông Kasapa là lấy vợ hoài. Thì Kasapa là muốn vừa lòng mẹ mình, nhờ những người bà môn đó mà màu da cũng như tánh tình bá
người con gái như vậy thì ông sẽ lấy da vàng ống, tánh tình dịu, đức hạnh. Thì ông muốn tạo ra một con người mà khó tìm ra như vậy, nhưng mà tám con người Bà La Môn nó tìm ra đúng một con người như vậy. Và khi mà cha mẹ hai bên đều thì cô phá đá cô giết cho tôi không muốn lấy chồng với ai đi, bởi vì tôi muốn đi tu. Sa bá cũng viết một lá thơ như vậy, là cô nên tìm người nào ở cùng một giai cấp đó rồi lấy chồng hạnh phúc đi, còn tôi không muốn lấy vợ, tôi chỉ muốn đi tu thôi. Nhưng mà bởi vì cha mẹ là cha mẹ cho họ biết, cho nên họ đó và họ sửa lại là họ chấp nhận. Cái buổi đêm tân hôn đó, cô hồi hổ hình như là sụt sùi. Sa bá ông thấy vậy, ông mới hỏi thưa cô như thế nào, vui vẻ hay không? Cô mới nói tôi không có muốn lấy chồng, tôi đã viết cho ông một lá thơ nhưng mà bị trả lại bằng lá thơ chấp nhận. Còn ông Ca Sa Bá cũng vậy, tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn tu với nhau bằng lòng sống như đôi vợ chồng thì có một giường, nhưng mà giường ở giữa một lặng ba nói rằng nếu là người đó đêm đó có tạm và họ sống với nhau được 12 năm mà vẫn tròn đẹp như vậy. Khi mà cha mẹ hai bên chết thì hai cái gia tài giao lại cùng lại cho một cho hai vợ chồng để gia tài. Cho nên ông Ca Sa Bá phải coi là ruộng nương. Ông đi ra ông coi ruộng nương thì ông thấy khi mà cà rồi thì chim nó ào xuống nó ăn mấy con sâu, mấy con sâu nó ăn mấy con trùng, mấy con bị đất cào lên. Ông Ca Sa Bá người cà ruộng nó nói cái quả báo mà sát sanh như thế này là ai chịu đây? Thì người cà là chịu, còn tôi chỉ là cái người thợ mà được sai bảo là làm thôi, tôi đâu có chịu trách nhiệm vụ chỗ này. Thì ông mới giật mình, ông nói cái gia tài của ta này, cho nên là ông không bằng lòng điều này. Còn bà Phá Đa thì bà đã mè, đem mè ra phơi, mà mè thì đã nhiều lâu đó, thì bị có cái con gì nó đóng ở trong đó. Chim nó bay xuống nó ăn mấy con đó. Thì bà Phá Đa mới hỏi mấy người nô tỳ ở đó, này các em, ăn quả của chim nó sát sanh nó ăn mấy cô đó, là bà chứ ai, chứ tôi tụi chính là người nô người mới là bàn với nhau là đem gia tài đó chia cho mấy chục người, không biết mấy chục, mấy trăm người, rồi họ đi. Lúc như vậy thì họ, những người đó xin ở lại, xin Kapila người giai nhân tuyệt sắc, và ông Ca Sa Bá cũng là một người rất là dễ nhìn, mặc dù mặc đầu tu. Nhưng mà người trước thiếu nữ đi phía sau cách nhau 10 thước 20 thước mà đi một đường dài như vậy thì thấy không có ổn, cho nên họ mới họp lại và nói thôi bây giờ là ông đi một con đường vậy tôi muốn đi một con đường. Rồi bà Phá Đa mới mời Ca Sa Bá ngồi xuống và bà đi nhiễu quanh ba vòng ba lần. Rồi ông ta thưa ông Sa Bá, từ vô thủy là chấm dứt, xin hãy đi bên phải, Phá Đa sẽ đi bên trái. Cái lúc mà hai người vừa bước chân bên phải và bước chân bên trái đi có hai ngã khác nhau đó, thì cái trái
trái đất nó chịu nổi cái tấm lòng mến đạo tu hành quyết của hai người, nó vững chắc, ta mới biết rằng người đệ tử tuyệt vời siêu đẳng của mình đang đường đến tìm mình. Ngài bèn đi ra mà không cho ông Kassapa đệ tử nào theo. Ông ta đi, ông đi đi năm để đón Ngài Kassapa. Và khi gần đến khoảng 100 thước hay bao nhiêu đó, thì trong kinh nói là 80 thước, thì Đức Phật lúc đó hào quang của ra, kinh nói là 80 thước, thì tất cả những đó đều sáng choang, có thể biến thành như. Thì Ngài Kassapa thấy một tướng hảo quang minh của Đức Phật như vậy, mà thấy cái cảnh vật như vậy nó quá là vĩ đại. Với cái sự thông minh của một vị đạo mà không phải là Phật giáo ở bên là môn hồi tâm, ta là cái Lào Ubas và Phagawa, thì những người mà như vậy thì ổng có một cái chiều dày tu hành ở Bà La Môn thì rất vĩ đại, cho nên thấy nhìn như vậy biết rằng đó là thầy của mình. Quỳ xuống nó thưa Thế Tôn, phụ của con tự có Ngài, thưa Thế Tôn, Ngài là sư con tự có Ngài, thưa Thế Tôn, Ngài là sư ba. Nói vừa qua ba câu đó thì Đức, nếu một người chưa biết mà chưa thấy mà nói ta biết ta thấy trước mặt con, thì cái đầu người đó sẽ bể ra 7 mảnh. Này con, ta biết và ta thấy. Vậy từ rày sắp sau thì con hãy tạo trong đầu con một cái tâm khí và ghê sợ ô tuổi mình đã làm đối với những vị sa di điểm thứ hai, những cái pháp mà con nghe mà con biết cái pháp đó đưa đến ích lợi giải thoát, con phải tâm niệm học cho nhớ kỹ và tư duy và thực hành. Và cái điều thứ ba, con hãy thường tán niệm thân của con, cái thân bất tịnh, cái thân vô thường ngã. Ta gặp nhau trong rừng, rồi sáng ngày Kassapa về thì 7 ngày sau Ngài Kassapa đắc A La Hán. Thì cái chuyện hán ngạch lại cho ông Mokkhilana là một chuyện liên rằng 7 ngày khi mà ta chưa chứng quả thì ta còn ăn cơm không quên rồi, qua tới ngày thứ 8 thì ta ăn cơm một cách khác nhau. Thì trong khi mà bà Phá Đa cũng vậy, lúc đó thì bà đi tìm đến cái chỗ mà cái không phải lúc đó gì chưa đó chưa có cái giáo hội, lúc đó chưa có giáo hội Phật giáo, và là dường như lúc đó chưa thì lúc đó Đức Phật đã độ 5 rồi là 60 của người bằng của một thằng tăng chúng, mà sao mà Đức Phật lúc đó dường như là chưa có chưa cái cô Phá Đa còn ở vô một cái đám tu hành binh nữ mà không phải là Tỳ Kheo Ni. Rồi sau khi đó hình như là sáu tháng sau hay là sao, thì cô Phá Đa làm Tỳ Kheo Ni, và thì
chứng. Và Đức Phật rất khen tặng, rất khen Mahapa là một người tu hạnh đầu đà mà rất mười, và rất là ông Kassapa là mười người rất là nghiêm chỉnh trong tu hành. Và ngài Kassapa lớn hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi mà gặp hỏi chân trong một gốc cổ cây ngồi nghỉ thì lúc Kassapa khi của mình mở lên, mà khi Đức Phật Thích Ca ngồi lên nó ồ, cái áo này ngồi lên êm quá. Ngài Kassapa nghe như vậy mới được, nói dạ thưa Thế Tôn, con xin dâng Thế Tôn cái y này, xin Thế Tôn hãy nhận để cho con được phước. Thì Thế Tôn nói vâng ta nhận, nhưng mà con có thể mặc cái áo thô dạ của ta hay không? Thì ngài Kassapa nói dạ thưa vâng, con rất hoan hỷ. Thì có cái sự trao đổi của y của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài Kassapa, và đó là một cái người, một trường hợp duy nhất, trường hợp duy nhất mà ngài Kassapa được mang y của Thế Tôn. Và bên Bắc Tông thì nó lấy cái điều này thì nó nói như là ngài Kassapa trao y để sau này ngài làm đệ nhất thượng thủ thanh văn sau cái truyền y bát khi mà Đức Phật qua đời. Sự thật đó nó nói như vậy, chứ sự thật là Đức Phật không có truyền cái người nào thay thế của ngài. Bởi vì ngài A Nan nói là thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn như thế này rồi, khi mà Thế Tôn Parinibbana rồi thì con đề cử ai sẽ thay thế Tôn. Khi mà ngài A Nan hỏi như vậy thì trong tâm của ngài A Nan cái muốn nói rằng là ngài Kassapa sẽ thay thế, là bởi vì lúc đó ngài Mokna và Sariputta đã Parinibbana rồi. Đó thì Thế Tôn nói những cái giáo pháp là cái thâm ma giáo pháp mà ta đã dạy cho các con, và cái giáo luật mà ta đã dạy cho các con, thì khi mà chúng ta qua đời, khi mà ta đã Parinibbana rồi thì giáo pháp và giáo luật sẽ là thầy của các con. Và đó là cái điều mà Nguyên Thông đọc được. Và khi mà cái chuyện của ngài Makha Kassapa và cô Phada nhiều lắm, rất nhiều, rất là hay. Trong đó có nhiều kiếp thì Kassapa đã là những kiếp trước đó, đã là anh em với Đức Phật hay là cha Đức Phật. Còn Phá Đa cũng có là mẹ của Đức Phật, cũng có là em chị của Đức Phật, và đã nhiều lần là mẹ của 6 lần mẹ của Sariputta. Và Kassapa và Moggallana thì Nguyên Thông không nhớ bao nhiêu. Thành ra vì Nguyên Thông đọc những cái Chataka, tức là cái kinh bổn sanh mà Đức Phật thuyết lại đó, thì thấy cái điều này, thì thấy là ngài Mahakassapa đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy rằng khi nào thì con cũng nên để sắc tấn những chư tỳ kheo, hay là những khi nào mà nếu là con bận hay gì đó thì ta sẽ thuyết pháp dựng cho tỳ kheo. Mà lúc đó ngài không nói với ông Sariputta hay là Moggallana, là bởi vì ngài biết ngài Sariputta và ngài Moggallana sẽ chết trước đi, cho nên là khi Thích Ca Mâu Ni chết rồi thì lại chỉ còn là người mà lấy pháp mà thôi. Điều này cho chúng ta thấy của những người đệ tử lẫy lừng mà nghiêm túc, ít nói mà sống trong rừng. Lúc mà già, ngài Kassapa mới nói là thôi bây giờ già rồi, con hãy ở về đây chung với ta ở đây để mà khỏi phải cực khổ nữa. Cái ngài Kassapa từ chối, nó thưa Thế Tôn, con đã tu hạnh đầu đà và con thích ở trong rừng. Bởi vì giàu già như vậy nhưng mà con sẽ nghĩ
rằng cái đời sống vị tu hành hạnh Đầu Đà sẽ làm gương cho các thế hệ về sau. Đức Phật Bồ Quang Hỷ chấp nhận. Đức Phật thì rất thương Ngài Kassapa vì cái đạo hạnh của Ngài Kassapa rất là nghiêm túc. Khi nào đã, khi mà Nguyên Thông đã coi, để qua lại rồi, có một chuyện là Ngài A Nan mời Ngài Kassapa đi đến Tỳ. Ban đầu Ngài A Nan Ngài Kassapa từ chối, thối thúc ba lần thì Ngài Kassapa bằng lòng. Rồi khi Ngài Kassapa bằng lòng rồi đó, đó Ngài A Nan mới là thỉnh cầu Ngài Kassapa giảng kinh cho Tỳ Kheo Ni xem nghe. Và khi mà Tỳ Kheo Ni mà nghe xong rồi đó, có một cái cô Tỳ Kheo Ni mà Thu La Chanh Đá, là cô này cũng là một vị thuyết pháp giải cho Tỳ Kheo Ni, mà cô này không có chứng quả gì cả, không có chứng quả. Sau khi cô này nghe, cô này ngã bá chứng thuyết pháp rồi đó, cổ nói với Kassapa mỉa mai: ông Kassapa, thuyết pháp trước mặt Ngài A Nan là một vị đại đệ tử của Đức Phật, ông thuyết pháp như vậy, ông có nghĩ rằng ông là cái người bán kim, đem kim cho một người đã làm kim hay không? Ngài Kassapa mỉm cười, Mô Phật, kính lễ Tỳ Kheo Nguyên Thông, kính chào đạo tràng.